tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, hãy chuẩn bị sẵn sàng vì thời tiết của Canada sẽ sớm mang đến một chút ấm áp như đầu mùa hè trên khắp các vùng của Canada. Khu vực Đại Tây Dương Canada cũng sẽ bắt đầu ấm lên. Điều này có lẽ sẽ rất được hoan nghênh sau khi các trận bão tuyết vào đầu tháng 4 ở một số nơi trong khu vực. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết trong bản tin ngày 6 tháng 4 hôm nay, cùng một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Ai sẽ nhận được các liều vaccine thứ tư ở tỉnh BC và Ontario? Tỉnh BC dỡ bỏ các quy định về thẻ vaccine trong tuần này. Một số người có nguy cơ nhiễm COVID-19 2 lần. Bộ trưởng Tài chính Freeland đối mặt với nhiều áp lực trong ngân sách mới nhất. Bất chấp đại dịch, thành phố Ottawa đã kết thúc năm 2021 với thặng dư 52 triệu đô la. Tỉnh Ontario hứa hẹn sẽ tăng lương tối thiểu lên mức 15,50 đô la vào tháng 10. Những điều cần biết trước khi du lịch đến Hoa Kỳ. Nhiều người Canada đang tạm dừng kế hoạch mua nhà. Trên thế giới, diễn biến tình hình giao tranh Nga và Ukraine. Ở Bucha, thi thể bị thiêu rụi, chất đống là một trong những vụ kinh hoàng mới nhất. Mỹ và khối châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga sau vụ giết người ở Bucha. Thượng Hải phong tỏa toàn thành phố mặc dù ghi nhận các trường hợp có triệu chứng thấp. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ ba liên quan đến vụ xả súng hàng loạt ở Sacramento, California, khiến 6 người thiệt mạng. Một người tử vong ở bang Texas khi những cơn bão tàn phá khắp miền Nam Hoa Kỳ. Cần Thơ, Việt Nam sẽ ra mắt phố đi bộ trong tháng này. Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm qua, Culture đã đưa tin rằng Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan Nazi đã khuyến nghị liều vaccine thứ tư, tức là liều vaccine tăng cường mũi thứ hai dành cho người lớn tuổi hoặc là những cư dân của nhà chăm sóc dài hạn. Bản tin sáng hôm nay sẽ bao gồm các chi tiết về liều tiêm vaccine ở các tỉnh. Kính mời quý vị cùng theo dõi và Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin hôm nay bắt đầu với phần tin Canada. Ontario sẽ sớm cung cấp liều vaccine COVID-19 thứ tư cho những người từ 60 tuổi trở lên. Ontario có kế hoạch sớm bắt đầu liều vaccine thứ tư cho cư dân từ 60 tuổi trở lên, Bộ Y tế của tỉnh cho biết hôm thứ Ba. Christine Elliott cho biết một kế hoạch sẽ được công bố trong ngày thứ Tư để mở rộng tính đủ điều kiện cho các mũi tiêm bổ sung thứ hai. Bà nói, các cố vấn y tế của chúng tôi đã khuyến nghị rằng chúng tôi nên bắt đầu từ những người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, thì liều thứ tư ở Ontario đã có sẵn dành cho cư dân ở các nhà chăm sóc dài hạn và nhà hưu trí, cũng như những người bị suy giảm miễn dịch. Tỉnh BC sẽ dành liều vaccine thứ tư cho những người từ 70 tuổi trở lên và các nhóm dễ bị tổn thương. Tỉnh bang BC đã công bố liều thứ tư của vaccine COVID-19 để dành cho những người già trên 70 tuổi, cư dân được chăm sóc dài hạn và người bản địa từ 55 tuổi trở lên. Cũng chỉ vài ngày nữa thôi thì tỉnh BC sẽ dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng của đại dịch. Ngoài ra thì những người được coi là cực kỳ dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng hiện đủ điều kiện để nhận một liều tăng cường bổ sung. Mũi tăng cường mới nhắm vào những người có nguy cơ cao nhất mà đã tiêm mũi thứ 3 từ 6 tháng trước và những người có thể đang bị suy giảm khả năng bảo vệ, đặc biệt là từ biến thể Omicron. BC dỡ bỏ các quy định về thẻ vaccine trong tuần này. Tỉnh BC đang bám sát kế hoạch để dỡ bỏ các quy định về thẻ vaccine COVID-19 trong tuần này, mặc dù các quan chức đang dự đoán sự gia tăng của các trường hợp mắc bệnh trong những tuần tới. Kể từ ngày thứ Sáu thì những người chưa được chủng ngừa sẽ được phép đến nhà hàng, rạp chiếu phim, địa điểm hòa nhạc và thể thao trong nhà và bất kỳ nơi nào khác từng yêu cầu thẻ tiêm chủng của tỉnh. Quy tắc tiêm phòng cho những người ở ký túc xá của các trường cao đẳng và đại học cũng sẽ bị bỏ. Tuy nhiên, bằng chứng chủng ngừa vẫn sẽ được yêu cầu đối với các chuyến du lịch do liên bang quản lý, chẳng hạn như trên máy bay. Các tỉnh khác đã bỏ thẻ vaccine sớm hơn nhiều so với BC. Ontario đã dỡ bỏ yêu cầu thẻ vaccine vào đầu tháng 3, trong khi Alberta dỡ bỏ hộ chiếu vào tháng 2. Quebec cũng đã dỡ bỏ hộ chiếu vaccine vào tháng 3. Trong khi đó, ở Alberta, một số người Alberta có nguy cơ nhiễm COVID-19 2 lần. Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Alberta cho biết, ngay cả khi bạn đã nhiễm COVID-19, bạn vẫn có khả năng bị tái nhiễm, và trên thực tế là có nhiều người đang bị nhiễm COVID-19 lần 2. Biến thể phụ mới của Omicron đã trở thành chủng virus thống trị ở Alberta và có thể tạo ra các ca lây nhiễm đột phá ở những người đã từng nhiễm virus. Craig Chen là phó giáo sư khoa vi sinh, miễn dịch học và các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Calgary cho biết, mặc dù người dân có thể bị tái nhiễm, nhưng mà khả năng miễn dịch do vaccine và kháng thể từ lần nhiễm trước đó sẽ giúp họ không bị bệnh nặng. Tuy nhiên, tin tốt là nhiều trường hợp tái nhiễm này dẫn đến bệnh nhẹ hơn. Vì vậy, chúng ta vẫn cần phải thận trọng, nhưng mà nói chung thì nó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng vào lúc này. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của thành phố Kingston chịu nhiều áp lực vì đợt đại dịch thứ 6. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở thành phố Kingston, tỉnh Ontario cho biết, toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe đang quá tải và trên bờ vực sụp đổ khi thành phố này chuẩn bị cho các tác động của đợt đại dịch thứ 6. Y tá Debra Lefebvre cho biết, bệnh viện của chúng tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau những đợt đại dịch trước. Rất lâu trước khi xảy ra đại dịch, chúng tôi đã thiếu hụt khoảng 22.000 y tá chuyên nghiệp, và khi đại dịch ập tới, sự kiệt sức, điều kiện làm việc quá sức và nghỉ hưu sớm, tất cả đã có tác động lớn đến khả năng chăm sóc bệnh nhân. Trung tâm khoa học sức khỏe Kingston đã cảm nhận được tác động đó khi họ phải giải quyết các vấn đề quan trọng về nhân sự trong một bệnh viện chật kín. Giám đốc điều hành của Trung tâm khoa học sức khỏe Kingston là tiến sĩ Ranet Isle cho biết, trong kỳ nghỉ tháng 3, tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng đến mức họ đã phải gọi các nhà quản lý, giám đốc và phó chủ tịch để bảo đảm dịch vụ chăm sóc là an toàn tại bệnh viện. Y tá Debra nói, vào cuối ca làm việc, chúng tôi đã biết rằng chúng tôi sẽ mất 50% y tá vào ngày hôm sau. Điều đó làm mất tinh thần và nó cũng thật là đáng buồn. Cô cho biết các y tá làm việc theo ca 12 tiếng không nghỉ, rồi bị gọi trở lại làm việc trong những ngày nghỉ để làm thêm một ca nữa ngắn hơn. Theo tiến sĩ Isle, Trung tâm khoa học sức khỏe Kingston đã có nhiều nhân viên nghỉ bệnh hơn bao giờ hết. Về tình hình kinh tế tài chính của Canada, Bộ trưởng Tài chính Freeland đang đối mặt với nhiều áp lực trong ngân sách mới nhất. Trong ngân sách đầu tiên của mình một năm trước, Bộ trưởng Chrystia Freeland nói với người dân Canada rằng có nguy cơ là Canada đã chi quá ít để phục hồi sau đại dịch. Khi Bộ trưởng Tài chính chuẩn bị đưa ra kế hoạch tài chính thứ 2 của mình vào cuối tuần này, mọi người kỳ vọng rằng bà sẽ tiếp tục chi tiêu. Giữa các cam kết bầu cử của đảng Tự do về nhà ở, biến đổi khí hậu và người cao tuổi, và các cam kết đi kèm trong sự hợp tác với đảng Dân Chủ mới là đảng NDP, ngân sách dự kiến sẽ bao gồm hàng tỷ đô la cho các chi tiêu mới. Tất cả các cam kết đó đều có thể chi trả được, đó là theo lời bà Freeland đã tranh luận vào tuần trước tại Hạ viện. Bà nói, thực tế là Canada có khả năng phục hồi và nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi tốt sau cuộc suy thoái COVID-19. Tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP của chúng ta đã tăng lên 6,5% trong quý 4, đưa chúng ta trở thành nền kinh tế mạnh thứ 2 trong nhóm G7. Nhóm 7 quốc gia, chúng ta đã khôi phục được 112% số việc làm bị mất do đại dịch so với chỉ 90% ở Hoa Kỳ. Cũng còn những chỉ số tích khác nữa. Doanh thu từ dầu khí sẽ cao hơn đáng kể trong năm nay do giá dầu vẫn ở mức 100 đô la một thùng trở lên. Theo Rebecca Young là giám đốc kinh tế tỉnh và tài chính của Scotiabank, thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân tăng 15% so với năm ngoái. Tuy nhiên, mặt hạn chế là lạm phát đang ở mức gần 6%. Bà Young cho biết mối nguy hiểm là Bộ trưởng Freeland phải đối mặt trong ngân sách năm nay nằm ở việc làm quá nhiều thay vì quá ít. Vậy người Canada nên mong đợi điều gì? Đầu tiên là ngân sách dự kiến sẽ bao gồm một khoản trả trước cho nhà ở mà Đảng Tự do đã đưa ra trong nền tảng chiến dịch năm 2021 của họ. Điều đó sẽ bao gồm khoản đầu tư ban đầu vào quỹ tăng tốc nhà ở để khởi công xây dựng những ngôi nhà mới dành cho tầng lớp trung lưu. Ngân sách cũng bao gồm một mức tăng khoản tín dụng thuế cho những người mua nhà lần đầu tiên và thêm quỹ để chuyển đổi các tòa nhà văn phòng trống thành chung cư. Lãnh đạo của đảng NDP là Jamit Singh cho biết, các cuộc đàm phán của hai đảng cũng đã đề cập đến các biện pháp khác để giảm bớt tình trạng khủng hoảng nhà ở. Trong khi đó, bất chấp đại dịch, thành phố thủ đô Ottawa đã kết thúc năm 2021 với thặng dư 52 triệu đô la. Nhóm tài chính của thành phố Ottawa đã chốt sổ năm 2021 và mặc dù đã chi hàng trăm triệu cho chi phí đại dịch, thành phố này vẫn kết thúc năm với thặng dư là 52 triệu đô la. Thành phố Ottawa đã ghi nhận 353,7 triệu đô la chi phí và doanh thu bị mất vào năm ngoái do COVID-19. Nhưng hầu như tất cả số tiền lớn đó đều do chính phủ, tỉnh và liên bang chi trả. Thành phố cũng còn hơn 40 triệu đô la tài trợ để dự phòng sử dụng trong năm ngân sách hiện tại. Chi phí lớn nhất năm 2021 là 133 triệu đô la cho cơ quan vận chuyển OC Transport với số lượng hành khách và giá vé bị mất. Ottawa Public Health thì đã chứng kiến chi phí tăng lên 83,7 triệu đô la, trong khi bộ phận điều hành các trung tâm nghỉ ngơi và các dịch vụ xã hội khác cũng cần 72 triệu đô la. Mặc dù số lượng hành khách đã giảm, cơ quan vận chuyển cũng đã kết thúc năm với thặng dư là 15 triệu đô la vì nó đã chi ít hơn cho phí bồi thường vì tuyển dụng việc làm. OC Transport cũng giữ lại một số khoản thanh toán hàng tháng từ Rideau Transit Maintenance. Số tiền thặng dư đó bây giờ quay trở lại quỹ dự trữ cho phương tiện công cộng. Trong khi đó, thì bộ phận công cộng thặng dư 17,8 triệu đô. Ví dụ, Bộ đã chi ít hơn 3 triệu đô la so với dự kiến cho việc bảo trì mùa đông vì năm nay có ít bão hơn, dẫn đến số tiền cho đội dọn tuyết và muối rải đường ít hơn. Ontario hứa sẽ tăng lương tối thiểu lên 15 đồng 50 vào tháng 10. Mức lương tối thiểu của Ontario dự kiến sẽ tăng lên 50 xu vào mùa thu này. Chính phủ của đảng bảo thủ cấp tiến đã công bố hôm thứ Ba mặc dù mức tăng sẽ không đến sau cuộc bầu cử cấp tỉnh. Mức tăng lương được đề xuất lên 15 đồng 50 mỗi giờ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Người dân Ontario dự kiến sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 6 và cả ba đảng chính đều hứa một số hình thức tăng lương tối thiểu để đáp ứng với chi phí sinh hoạt cao. Chính phủ của ông Ford trước đây đã hủy bỏ việc tăng lương tối thiểu vào năm 2019 lên 15 đô la từ mức 14 đô la. Mức tăng này đã được lên kế hoạch bởi chính phủ của đảng tự do cũ. Đảng bảo thủ cấp tiến sau đó đã tăng lương lên 15 đô la mỗi giờ vào tháng Giêng năm nay. Hiện nay thì các đảng đang đưa ra lời hứa sẽ tăng mức lương tối thiểu nếu đắc cử. Đảng Tân Dân Chủ cho biết họ sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 16 đô la kể từ ngày 1 tháng 10 nếu mà được bầu để thành lập chính phủ và đưa mức lương lên 20 đô la mỗi giờ vào năm 2026. Trong khi đó, đảng Tự Do hứa sẽ tăng lương lên 16 đô la mỗi giờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 nếu họ được bầu. Và đảng này cho biết họ cũng có kế hoạch hướng tới mức lương đủ sống được điều chỉnh theo khu vực. Một mức lương mà một số người ủng hộ đã chốt ở mức 22 đô la mỗi giờ ở Toronto. Những điều cần biết trước khi du lịch đến Hoa Kỳ. Vào ngày 1 tháng 4, các quan chức Canada đã nới lỏng một số hạn chế COVID-19 tại biên giới và không còn yêu cầu khách du lịch trong nước xuất trình bằng chứng xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi nhập cảnh vào Canada. Nhưng mà đối với những du khách đi về phía nam của biên giới, Hoa Kỳ vẫn còn một số hạn chế có hiệu lực, bao gồm cả xét nghiệm COVID-19 bắt buộc trước khi khởi hành đối với những người bay vào nước này. Nếu mà bạn có kế hoạch du lịch Hoa Kỳ vào mùa xuân này, thì đây là những điều bạn cần biết khi mà qua biên giới. Tất cả du khách nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không vẫn phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 1 ngày kể từ khi đi du lịch, bất kể tình trạng tiêm chủng hay là quốc tịch. Hoa Kỳ chấp nhận các xét nghiệm kháng nguyên nhanh do phòng thí nghiệm hoặc là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện để nhập cảnh. Mặc dù các xét nghiệm phân tử đắt tiền hơn nhưng mà xét nghiệm PCR cũng có thể được sử dụng. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà chỉ được chấp nhận nếu mà được giám sát từ xa bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua kết nối âm thanh và video. Những người gần đây đã khỏi bệnh COVID-19 có thể sử dụng kết quả xét nghiệm dương tính của họ để nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong tối đa 90 ngày sau khi nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm không cần phải xét nghiệm PCR và có thể từ bất kỳ xét nghiệm nào được Hoa Kỳ cho phép. Những khách du lịch có kết quả xét nghiệm dương tính cũng phải có một lá thư có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc là quan chức y tế công cộng để chứng minh rằng họ đã được phép đi du lịch. Không như Canada, nơi mà yêu cầu cả khách du lịch phải nộp bằng chứng đã tiêm phòng và các thông tin khác thông qua ứng dụng Arrive Can. Hoa Kỳ không có ứng dụng bắt buộc dành cho khách du lịch trong nước. Đối với những du khách nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Canada hoặc là Mexico qua các cửa khẩu biên giới đất liền hoặc là bến phà, không cần kiểm tra COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, tất cả du khách không phải là công nhân và người nhập cư Hoa Kỳ phải xuất trình bằng chứng tiêm phòng đầy đủ. Tất cả các loại vaccine được phép sử dụng ở Canada đều được các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ chấp nhận. Người nước ngoài chưa được tiêm phòng không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ trừ khi họ được miễn trừ. Nhiều người Canada tạm dừng kế hoạch mua nhà. Theo một cuộc thăm dò mới từ Scotiabank trong bối cảnh giá cao kỷ lục, ngày càng có nhiều người Canada tạm dừng kế hoạch mua nhà. Được công bố vào ngày thứ Hai, cuộc thăm dò ý kiến về nhà ở của Scotiabank năm 2022 cho biết 43% người Canada hiện nay đang tạm hoãn kế hoạch mua nhà so với 33% vào năm 2021 và 20% vào năm 2020. Scotiabank cho biết số lượng người Canada trì hoãn kế hoạch mua nhà đã tăng gấp đôi trong môi trường kinh tế ngày nay, khi so sánh với những năm đầu tiên của đại dịch và đỉnh điểm là sự bất ổn vào năm 2020, Scotiabank cho biết. Những người Canada trẻ hơn thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn về thị trường nhà ở. Theo cuộc khảo sát thì 56% người được hỏi trong độ tuổi từ 18 tới 34 cho biết môi trường kinh tế hiện tại đã khiến cho họ tạm dừng kế hoạch mua nhà, trong khi 62% cho biết họ chờ giá giảm trước khi mua. Không có dấu hiệu cho thấy giá sẽ sớm giảm bất kỳ lúc nào. Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Bất động sản Canada cho thấy giá nhà trung bình ở Canada đã tăng hơn 20% kể từ năm ngoái và đạt mức kỷ lục là 816.720 đô la vào tháng 2 năm 2022. Cuộc thăm dò cũng cho thấy ngày càng có nhiều người Canada sẵn sàng di chuyển xa hơn khỏi các thành phố lớn để mua nhà với giá hợp lý hơn. Với 35% người được hỏi vào năm 2022 cho biết họ đang cân nhắc điều này so với 29% vào năm 2021. Những con số này tăng lên đến 49% đối với những người Canada trẻ tuổi và 39% đối với cư dân Ontario. Đối với những người không muốn rời đi nơi khác, 59% người trả lời khảo sát cho biết họ thà sửa lại nhà của mình thay vì mua một ngôi nhà mới. Khi ngành công nghiệp dầu khí của tỉnh Alberta phục hồi, họ lại thiếu công nhân. Giá dầu đã tăng đều đặn trong vài tháng qua và mặc dù điều đó có thể là một tin tốt lành cho ngành sản xuất năng lượng của tỉnh Alberta, nhưng thay vào đó, tình hình lại cho thấy một vấn đề, đó là ngành này không có đủ công nhân. Tỉnh này đã rơi vào tình trạng suy thoái vào năm 2014 khi giá dầu giảm mạnh và đặt Alberta vào tình thế khó khăn về tài chính và đã buộc nhiều công nhân dầu khí phải mất việc làm. Tuy nhiên, giá đã tăng đột biến sau khi các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã làm giảm xuất khẩu của nước này. Thêm vào đó, thì sau khi sụt giảm vào đầu đại dịch, mức tiêu thụ dầu hiện đã gần trở lại mức trước đại dịch. Và giờ đây thì khi mọi thứ đang có xu hướng đi lên, thì các công ty từ doanh nghiệp gia đình đến các doanh nghiệp lớn hơn, phục vụ lĩnh vực dầu khí, đang phải vật lộn để tuyển dụng đủ người lao động để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Pitbull Energy Services là một công ty dịch vụ dầu khí có trụ sở tại thành phố Edmonton, đang tìm cách thu hút khoảng 100 tài xế xe tải, nhưng họ đang gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm những người có trình độ. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành cho biết, công ty đang hoạt động với 60% công suất cho đến khi những vị trí đó được lấp đầy, vì ông ấy đã muốn lấp đầy các vị trí này từ lâu rồi. Trong khi ông cho biết có rất nhiều người nộp đơn xin việc, số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn lại quá ít. Tình trạng này tiếp diễn khi ông Bura đang trên đà thấy một cuộc bùng nổ ở ngành công nghiệp dầu khí. Cũng tại tỉnh bang Alberta, dự án trang trại gió trị giá 300 triệu đô la ở miền nam của tỉnh sẽ được hoàn thành, bất chấp nằm trong kế hoạch thoái vốn. Công ty Suncor Energy Inc. có trụ sở tại Calgary cho biết, một dự án điện gió trị giá 300 triệu đô la nằm ở phía đông nam Alberta sẽ tiếp tục được xây dựng bất chấp kế hoạch của công ty là loại bỏ các tài sản năng lượng mặt trời và gió. Giai đoạn xây dựng đầu tiên của dự án 40 Mile Wind Power đã bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 và được lên kế hoạch phát triển thành hai giai đoạn với tổng công suất là 400 MW. Hôm thứ Hai, Suncor cho biết, mặc dù vẫn dự định không phát thải vào năm 2050, nhưng họ sẽ tập trung vào hydro và nhiên liệu tái tạo, đồng thời thoái vốn tài sản năng lượng mặt trời và gió. Người phát ngôn của Suncor cho biết, trong khi dự án 40 Mile Wind Power là một phần trong kế hoạch thoái vốn của họ, việc xây dựng sẽ tiếp tục tiến hành. Dự án nằm ở quận 40 Mile trên khoảng 20.230 ha, tức là 50.000 acre, đất tư nhân, phía nam và phía đông của thị trấn Bow Island ở tỉnh Alberta. Chú mèo Kiki đã mất tích 5 năm, bay từ thành phố Edmonton đến tỉnh Ontario để đoàn tụ với chủ nhân. Trong suốt 5 năm, Elizabeth Ann Teff và gia đình của cô đã từ bỏ hy vọng được gặp lại con mèo yêu quý của mình. Khi sống ở thành phố Edmonton, chú mèo Kiki thuộc giống Siamese của họ đã bỏ đi và không bao giờ về nhà. Trong nhiều tháng thì sau khi chú mèo 8 tuổi trốn thoát, cô Ann Teff cho biết mình và gia đình đã cố gắng hết sức để tìm kiếm. Họ đã treo các bảng hiệu, đi hỏi thăm khắp nơi và phát áp phích trong khu phố của họ nhưng vẫn không thành công. Gần một năm sau khi Kiki mất tích, thì cô Ann Teff và gia đình đã chuyển đến tỉnh Ontario. Cô nói, chúng tôi gần như đã từ bỏ hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm thấy cô mèo này vào thời điểm đó. Chúng tôi cũng thấy rất nhiều sói đồng cỏ sống trong khu vực và chúng tôi thật sự sợ hãi về điều đó. Sau khi chuyển đi, cô Ann Teff cho biết chồng cô đã cố gắng thuyết phục mình đổi số điện thoại của mình thành mã vùng của Ontario. Nhưng vì đó là số điện thoại được ghi trên vi mạch, tức là microchip của Kiki, nên cô ấy đã từ chối, vì cô vẫn hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ tìm thấy Kiki. Trong khi đó, con mèo mất tích đã tìm đường đến nhà của Hannah Kadri ở Rapperswil, là một khu phố mới ở khu vực Castle Downs của Tây Bắc Edmonton, cách chỗ chú mèo mất tích chưa đầy 10 phút lái xe. Sau khi nhìn thấy con mèo nhỏ trên máy quay ở sân sau, Kadri bắt đầu để thức ăn ra ngoài. Tôi ở nhà nên sẽ thấy cô ấy đến ăn, và cô ấy đến ăn 3 lần một ngày. Vì vậy tôi đã đăng trên một trang Facebook địa phương để xem cô ấy có thuộc về ai không, Kadri kể. Với sự giúp đỡ của một người hàng xóm, Kadri đã bắt được Kiki và con mèo được đưa đến bác sĩ thú y, nơi người ta quét vi mạch của nó, thấy được số điện thoại và gọi cho cô Ann Teff để tới đón nó. Vì bị lạc trong khí hậu khắc nghiệt phía Bắc ở Edmonton, Kiki đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Cô mèo này đã bị sụt cân đi nhiều và bị mất một tai vì lạnh cống, tức là bị frostbite. Nhưng ngoài ra thì cô mèo 13 tuổi hiện đang khỏe mạnh. Một người bạn của gia đình sau đó đã chở con mèo từ bác sĩ thú y đến sân bay quốc tế Edmonton, và Kiki đã được đưa lên chuyến bay đến Ontario để đoàn tụ với chủ nhân của mình. Cô Ann Teff cho biết Kiki đã có thể đoàn tụ nhờ microchip và khuyên rằng tất cả chủ sở hữu vật nuôi nên bảo đảm thú cưng của họ đã được cấy vi mạch microchip. Rất vui vì kết thúc vui vẻ cho câu chuyện của con mèo Kiki, phải không quý vị? Tiếp theo là tin tức thời tiết. Thời tiết Canada sẽ sớm mang lại sự ấm áp của đầu mùa hè ở nhiều vùng của đất nước. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng vì thời tiết của Canada sẽ sớm mang đến một chút ấm áp như đầu mùa hè cho các vùng trên khắp Canada. Theo dự báo mới từ The Weather Network, một số nơi ở Canada đã đối phó với thời tiết mùa đông, ngay cả khi mùa chuyển sang mùa xuân sẽ trải qua tình trạng tan băng. Tất cả bắt đầu với sự gia tăng nhiệt độ đầu tiên vào thứ Tư, tức là ngày hôm nay 6 tháng 4 ở tỉnh bang Ontario. Các khu vực của tỉnh cách xa các hồ nước sẽ trải qua thời tiết hai con số, bao gồm London là 15 độ C và Windsor, Ottawa và Montreal sẽ là 14 độ C. Khi tuần lễ trôi qua thì phía Tây sẽ có những ngày ấm áp gợi nhớ đến những ngày hè đầy nắng. Một luồng khí áp suất cao sẽ di chuyển khắp khu vực vào thứ Năm ngày 7 tháng 4 và thứ Sáu ngày 8 tháng 4. Do đó, nhiệt độ sẽ tăng xuống mức thấp nhất ở khoảng nhiệt độ 20 trên khắp miền Nam của tỉnh Alberta và có thể tăng cao hơn nữa. Dự báo sẽ đạt khoảng 20 độ C ở thành phố Calgary, 21 độ C ở Medicine Hat và 23 độ C ở Lethbridge vào thứ Sáu. Trong tuần sau đó thì những nơi ở Ontario và Quebec cách xa gió hồ cũng có thể có nhiệt độ trong khoảng từ 20 độ C. Đại Tây Dương Canada cũng sẽ bắt đầu ấm lên. Điều này có lẽ sẽ rất được hoan nghênh sau khi các trận bão tuyết vào đầu tháng 4 ở một số nơi trong khu vực. Tuy nhiên, thời tiết ấm áp này là không bền vững, theo mạng lưới thời tiết cho biết. Vì vậy, có lẽ chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa để có được thời tiết ấm áp ổn định hơn trong suốt mùa xuân. Mất niềm tin vào hệ thống, đó là phản ứng của gia đình có trẻ bị tài xế trẻ tuổi teen giết hại. Gia đình có hai đứa trẻ bị xe tông chết ngay tại trước nhà của họ ở Vaughan, Ontario vào năm ngoái cho biết họ đã mất niềm tin vào các hệ thống mà đáng lẽ phải giữ an toàn cho người dân. Họ đã nói như vậy sau khi người gây tai nạn tuổi vị thành niên bị kết án 1 năm trong trại giam dành cho thanh thiếu niên. Bà Binda Chaudhary, người mẹ của gia đình, nói với truyền thông trong một bài phát biểu đầy xúc động. Chỉ một vài giây thôi cũng đã phá nát ngày hôm nay, làm tan vỡ gia đình của chúng tôi và thay đổi toàn bộ sự tồn tại của chúng tôi. Người lái xe thiếu niên lúc đó mới 16 tuổi và không được nêu tên theo đạo luật tư pháp hình sự thanh niên. Hôm thứ Hai, cậu ta đã bị kết án 1 năm trong một trại giam mở, với 6 tháng giám sát bổ sung trong cộng đồng và bị cấm lái xe 6 năm. Sau khi tuyên án, gia đình đã đọc các lá thư được chuẩn bị sẵn và cho biết rằng gia đình không cảm nhận được bất kỳ sự công tâm nào từ quyết định của tòa án ngày hôm nay. Người cha nói, tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi đã hoàn toàn bất lực và bị tổn thương trước sự liều lĩnh của một người lạ. Tôi phải chấp nhận sự tàn phá đối với gia đình mình và tôi phải chấp nhận những luật pháp bảo vệ những người có tội. Cập nhật tình hình COVID ở Canada. Tính tới tối ngày 5 tháng 4, Canada báo cáo có thêm 7.248 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.521.753 ca và có 6.597 ca được báo cáo là hồi phục, có thêm 42 ca tử vong. Hiện nay thì có 169.351 ca còn bệnh và tổng số ca tử vong đến nay là 37.772 ca. Cho đến nay đã có hơn 82,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,7 triệu người hay là hơn 85,6% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và trên 81,5% dân số đã tiêm 2 liều. Hơn 90% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm 1 liều và 85,8% đã tiêm 2 liều. Hơn 18,2 triệu mũi thứ 3 đã được tiêm. Tỉnh Ontario đã báo cáo có 1.991 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế đã công bố có 2.615 ca bệnh mới và 31 trường hợp tử vong. New Brunswick từ ngày 27 tháng 3 cho tới ngày 2 tháng 4 có 3.888 ca nhiễm mới đã được báo cáo và tỉnh cũng có 9 trường hợp tử vong mới. Tại Yukon thì có 7 ca nhiễm mới được báo cáo trong vùng. Prince Edward Island, trong 7 ngày qua, tỉnh đã báo cáo có 2.576 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Nunavut có 59 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới cập nhật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Kênh Culture Channel có các video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi và để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị nhấn nút like nếu thấy thông tin là hữu ích và chia sẻ phản hồi cũng như là chia sẻ video đến cho nhiều người được biết thêm tin tức. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Diễn biến tình hình cuộc chiến của Nga và Ukraine. Ở Bucha, Ukraine, thi thể bị thiêu rụi, chất đống là một trong những vụ kinh hoàng mới nhất. Mỹ và khối châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga sau vụ giết người ở Bucha. Tổng thống Putin nói, thế giới đối mặt với khủng hoảng lương thực là do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Vương quốc Anh thêm 9 triệu chứng mới COVID-19 vào danh sách chính thức. Thượng Hải phong tỏa toàn thành phố mặc dù ghi nhận các trường hợp có triệu chứng thấp. FDA Hoa Kỳ rút giấy phép cho liệu pháp COVID-19 của GSK Vir. Trong bối cảnh các trường hợp biến thể phụ BA.2 của Omicron gia tăng. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ ba liên quan đến vụ xả súng hàng loạt ở Sacramento khiến 6 người thiệt mạng. Một người thiệt mạng ở bang Texas khi những cơn bão tàn phá khắp miền Nam Hoa Kỳ. Úc và Liên minh AUKUS phát triển tên lửa siêu thanh. Twitter cho biết họ đang thử nghiệm nút chỉnh sửa, tức là nút Edit. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống 5,3%. Và thành phố Cần Thơ sẽ ra mắt phố đi bộ trong tháng này. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Diễn biến mới nhất về tình hình Nga-Ukraine. Trong những ngày vừa qua, những hình ảnh rùng rợn về những vụ giết hại dân thường có chủ ý do lực lượng Nga thực hiện ở Bucha và các thị trấn khác trước khi họ rút khỏi ngoại ô Kiev đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn cầu, khiến cho các quốc gia phương Tây trục xuất nhiều nhà ngoại giao của Moscow và đề xuất thêm nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa, bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga. Tổng thống Hoa Kỳ đã thông qua việc chuyển giao trị giá 100 triệu Mỹ kim tên lửa chống giáp Javelin cho Ukraine vào hôm thứ Ba, theo một quan chức chính quyền cho biết. Việc chuyển giao này nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine lên 2,4 tỷ Mỹ kim kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái. Tại Bucha, Ukraine, hàng chục xác chết được tìm thấy xung quanh Bucha, nơi mà lực lượng Nga đã rút lui trong tuần qua. Những hình ảnh trong đó có một số người bị trói tay đã khiến cho cả thế giới kinh hoàng. Nhiều nạn nhân dường như đã bị bắn ở cự ly gần, một số vào đầu, ít nhất là 2 người đã bị trói tay. Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao từ Massa Technologies cho thấy nhiều thi thể đã nằm ngoài trời trong nhiều tuần trong thời gian mà lực lượng Nga chiếm đóng thị trấn này. Hoa Kỳ và EU sẵn sàng trừng phạt Nga sau vụ giết người ở Bucha. Tổng thống Zelensky của Ukraine tại Liên Hợp Quốc đã cáo buộc quân đội Nga đã gây ra tội ác chiến tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky đã cáo buộc người Nga về những hành động tàn bạo khủng khiếp ở Ukraine và nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba rằng những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra ngay lập tức về tội ác chiến tranh trước tòa án quốc tế, tương tự như tòa án được thành lập tại Nuremberg sau Thế chiến thứ hai. Phát biểu qua video từ Ukraine với các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc, Tổng thống Zelensky nói rằng dân thường đã bị tra tấn, bị bắn vào sau đầu, ném xuống giếng, cho nổ tung bằng lựu đạn trong căn hộ của họ và bị xe tăng đè chết khi ở trong xe hơi. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ tại Kiev, Zelensky cáo buộc Nga đã cố che giấu các hành động của mình ở Mariupol và mong muốn viện trợ nhân đạo cho đến khi họ dọn dẹp sạch sẽ. Trong cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng ý hỗ trợ kỹ thuật và chuyên gia cho cuộc điều tra về tội ác của quân đội Nga ở Bucha và các nơi khác. Vòng trừng phạt mới chống lại Nga. Vào cuối ngày thứ Ba, Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về một vòng trừng phạt mới chống lại Nga, phối hợp với Liên minh châu Âu và nhóm 7 quốc gia, Mỹ sẽ tung ra nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga vào ngày thứ Tư. Điều đó được cho là sẽ bao gồm lệnh cấm các khoản đầu tư mới và các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chính phủ Nga và các thành viên gia đình của họ. Theo thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc cho biết, các biện pháp trừng phạt cũng sẽ nhắm vào các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhà nước do Nga sở hữu. Ngoài ra, cơ quan hành pháp của EU đã đề xuất lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga trong lần đầu tiên khối 27 quốc gia trừng phạt ngành năng lượng sinh lợi của nước này trong chiến tranh. Liên quan tới tình hình cuộc giao tranh trong ngày, Phó Thủ tướng Ukraine cho biết quân đội Nga đã cho phép 1.496 dân thường di tản khỏi thành phố Mariupol bị bao vây bằng phương tiện cá nhân nhưng mà đã chặn một đoàn xe buýt di tản đi vào. Các lực lượng Nga đã chặn các xe buýt đi cùng với các công dân của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Đến cảng biển Azov hôm thứ Ba, những thường dân có thể rời đi bằng phương tiện cá nhân của họ đã đến Zaporizhzhia. Mariupol đã bị quân đội Nga bao vây trong một tháng, bị cắt nguồn cung cấp lương thực, nước và năng lượng, và đồng thời phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng pháo và không kích không ngừng khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Volodymyr Truss, thống đốc của vùng Ternopil, là một khu vực ở miền Tây của Ukraine, cho biết một tên lửa của Nga đã bắn trúng bể chứa phân bón gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy 6 hồ chứa đầy phân bón, dẫn tới rò rỉ ammoniac vào nguồn nước ngầm và sông Ekar. Các nhà chức trách đang khuyến cáo người dân không sử dụng nước giếng và ngưng đánh bắt cá, và các quan chức đã tổ chức giao nước uống. Thống đốc Truss nói rằng tình hình môi trường dự kiến sẽ ổn định trong vài ngày tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc chính phủ Ukraine phá hoại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt giao tranh ở Ukraine, và đồng thời cảnh báo rằng Moscow sẽ không chơi trò mèo bắt chuột. Ông Sergei Lavrov đặc biệt cảnh báo rằng Moscow sẽ không chấp nhận yêu cầu của Ukraine về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, bao gồm việc rút quân ngay lập tức của Nga để sau đó là một cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine về việc chấp nhận thỏa thuận này. Ông Lavrov cũng nói rằng Ukraine đang phá hoại các cuộc đàm phán bằng cách gây trở ngại yêu cầu của Nga về phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa ở Ukraine. Những tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Lavrov đã trái ngược với những tín hiệu lạc quan được đại diện Ukraine và Nga đưa ra sau vòng đàm phán mới nhất tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29 tháng 3. Tổng thống Putin đã nói thế giới đối mặt với khủng hoảng lương thực là do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Nga Putin hôm thứ Ba cho biết, Nga phải theo dõi chặt chẽ việc xuất khẩu lương thực của mình sang các nước thù địch, vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và giá năng lượng tăng theo chiều hướng xoắn ốc. Người đứng đầu Điện Kremlin cảnh báo rằng giá năng lượng sẽ cao hơn, kết hợp với tình trạng thiếu phân bón, sẽ thúc đẩy phương Tây in tiền để mua thêm nguồn cung, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực ở các nước nghèo hơn. Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, cung cấp lúa mì chủ yếu cho châu Phi và Trung Đông, đồng thời là nhà sản xuất chính của kali, tức là potassium, phosphate và phân bón chứa nitơ, là những chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng quan trọng. Nga sản xuất hơn 50 triệu tấn phân bón mỗi năm, chiếm 13% tổng lượng phân bón toàn cầu. Ông Putin cho biết, các lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần đối với nguồn cung phân bón từ Nga và Belarus, trong khi giá khí đốt tự nhiên cao hơn, khiến việc sản xuất phân bón ở phương Tây trở nên đắt đỏ hơn. Trong lời cảnh báo tới các quốc gia châu Âu, ông Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả bằng hình thức đối với bất kỳ nỗ lực quốc hữu hóa tài sản nào của Nga, đồng thời châm biếm rằng hành động đó là vũ khí hai lưỡi. Nga cũng đã đệ đơn kháng cáo chống lại các lệnh cấm thể thao. Các liên đoàn thể thao và vận động viên người Nga đã đệ trình nhiều thách thức pháp lý để chống lại lệnh cấm tham gia các sự kiện thể thao quốc tế được áp đặt khi đất nước của họ tiến hành chiến tranh với Ukraine. Tòa án trọng tài thể thao là CAS hôm thứ Ba cho biết, các quan chức Nga đã đệ đơn kháng cáo các cơ quan quản lý các môn bóng đá, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, thể dục dụng cụ, chèo thuyền, bóng bầu dục và biathlon, tức là hai môn phối hợp, gồm trượt tuyết, băng đồng và bắn súng. Mặc dù các đội và vận động viên Nga gần như bị cấm hoàn toàn khỏi các cuộc thi đấu quốc tế, chỉ có một số môn thể thao Olympic đã đình chỉ liên đoàn thành viên Nga của họ. Các quan chức Nga đã có thể tham dự đại hội FIFA các nước thành viên vào tuần trước tại Quetta. Tại Hoa Kỳ, sinh viên Đại học Harvard đã lập trang web để giúp người tị nạn Ukraine tìm nhà ở. Hai sinh viên năm nhất của Đại học Harvard đã khởi chạy một trang web được thiết kế để kết nối những người đang chạy khỏi Ukraine với những người ở các quốc gia an toàn hơn, sẵn sàng tiếp nhận họ. Và trang web này đang tạo ra các đề nghị trợ giúp và nhà ở trên toàn thế giới. Xúc động trước hoàn cảnh của những người tị nạn Ukraine đang tuyệt vọng thoát khỏi sự bắn phá của Nga trên khắp nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Marco Bernstein, 18 tuổi, ở Los Angeles và Avi Shipman, 19 tuổi, ở Seattle, đã sử dụng các kỹ năng viết lập trình của họ để tạo ra trang web có tên là ukrainetechshelter.com trong 3 ngày đầu tháng 3. Kể từ đó thì hơn 18.000 người chủ nhà tiềm năng đã đăng ký trên trang web để cung cấp hỗ trợ cho những người tị nạn đang tìm kiếm sự tương hợp với người chủ nhà ở những địa điểm ưa thích hoặc là thuận tiện của họ. Vào một ngày gần đây thì Burstein và Shipman đã ghi nhận được 800.000 người dùng. Để giúp tránh buôn bán người và các mối nguy hiểm khác mà người tị nạn dễ bị tổn thương phải đối mặt, nền tảng này khuyến khích những người di tản yêu cầu chủ nhà cung cấp tên đầy đủ và hồ sơ trên mạng xã hội của họ, đồng thời yêu cầu một cuộc gọi điện video để cho biết họ đang cung cấp những tiện nghi nào. Hai sinh viên nói rằng họ đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp với các quan chức từ cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc và họ cũng đang tìm cách làm việc với Airbnb, Vrbo và các công ty cho thuê kỳ nghỉ trực tuyến khác. 5 tuần sau cuộc xâm lược khiến hàng ngàn người thiệt mạng ở cả hai phía, số lượng người Ukraine chạy trốn khỏi đất nước đã lên đến con số đáng kinh ngạc là trên 4 triệu người. Một nửa trong số đó là trẻ em, theo số liệu thống kê từ Liên Hiệp Quốc. Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Vương quốc Anh đã thêm 9 triệu chứng mới về COVID-19 vào danh sách chính thức. Hướng dẫn cập nhật của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh NHS được mở rộng để bao gồm thêm 9 dấu hiệu khác của nhiễm trùng coronavirus, bao gồm đau họng, đau cơ và tiêu chảy. Động thái này diễn ra hơn 2 năm sau khi xảy ra đại dịch và chỉ vài ngày sau khi xét nghiệm miễn phí kết thúc ở Anh. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Quốc tế Vương quốc Anh cảnh báo rằng nhiều triệu chứng mới rất giống với cảm lạnh và cúm. Các dấu hiệu ban đầu của nhiễm trùng COVID-19 đã được công nhận ở Anh là sốt, những cơn ho mới liên tục, mất khứu giác hoặc là vị giác. Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã sử dụng một danh sách dài hơn về các triệu chứng trong một thời gian. Tuy nhiên, đã có cuộc tranh luận ở Anh về việc chính xác những triệu chứng nào nên được nhận biết và đủ điều kiện để ai đó thực hiện xét nghiệm COVID-19. Nhưng bây giờ danh sách các triệu chứng bao gồm thêm 9 triệu chứng. Đó là khó thở, cảm thấy mệt mỏi hoặc là kiệt sức, cơ thể đau nhức, đau đầu, viêm họng, bị ngạt hoặc là chảy nước mũi, ăn mất ngon, bệnh tiêu chảy, cảm thấy bệnh hoặc là bị bệnh. Nhiễm trùng COVID-19 đang ở mức kỷ lục ở Vương quốc Anh với 4,9 triệu người, tức là cứ mỗi 13 người thì có một người xét nghiệm dương tính với virus này. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết mọi người chỉ nên ở nhà và tránh những người khác nếu bạn có các triệu chứng COVID-19 và nhiệt độ cao, hoặc là nếu các triệu chứng của bạn tồi tệ đến mức bạn không đủ sức khỏe để làm việc. Thượng Hải phong tỏa thành phố mặc dù ghi nhận các trường hợp có triệu chứng thấp. Các nhà chức trách Trung Quốc hôm thứ Ba đã mở rộng phong tỏa đối với toàn bộ 26 triệu dân ở Thượng Hải, bất chấp sự tức giận ngày càng gia tăng đối với các quy tắc cách ly trong thành phố, nơi mà kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy chỉ có 268 ca COVID-19 có triệu chứng hàng ngày. Trong cuộc xét nghiệm lớn đối với chiến lược không khoan nhượng của Trung Quốc nhằm loại bỏ coronavirus, chính phủ đã mở rộng lệnh cấm vận đến tất cả các khu vực phía đông của thành phố và kéo dài cho đến khi có thông báo thêm về các hạn chế của các quận phía Tây, vốn đã hết hạn vào ngày thứ Ba. Việc phong tỏa được mở rộng hơn sau khi xét nghiệm cho thấy các trường hợp COVID-19 không có triệu chứng đã tăng lên 13.000 ca. Vào ngày thứ Hai thì các ca có triệu chứng đã giảm xuống còn 268 ca từ 425 ca vào ngày hôm trước. Khi ngày càng có nhiều người chia sẻ các bình luận và video trên mạng xã hội bày tỏ sự bực tức với việc phong tỏa, các nhà chức trách vẫn không có dấu hiệu dao động. Chính sách cách ly của Thượng Hải đã bị chỉ trích vì tách trẻ em khỏi cha mẹ và đưa những trường hợp không có triệu chứng vào số người có triệu chứng. Người dân Thượng Hải đã tổ chức một bản kiến nghị trực tuyến để kêu gọi những đứa trẻ không có triệu chứng được phép cách ly tại nhà với ít nhất 1.000 người ký tên. Thế nhưng tính đến thứ Ba, bản chữ ký đã không còn truy cập được trên ứng dụng nhắn tin WeChat. FDA Hoa Kỳ đã rút giấy phép đối với liệu pháp COVID của GSK-Vir trong bối cảnh các trường hợp biến thể phụ BA.2 gia tăng. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA hôm thứ Ba cho biết Công ty GlaxoSmithKline GSK.Health và liệu pháp kháng nguyên Vir.O của Vir Technologies không còn được phép sử dụng như là một phương pháp điều trị COVID-19, với dữ liệu cho thấy nó không có khả năng hiệu quả đối với biến thể phụ Omicron thống trị trong nước. Cơ quan này đã rút giấy phép cho liệu pháp điều trị COVID Sotrovimab ở phần lớn phía Đông Bắc Hoa Kỳ vào tháng trước. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ, biến thể phụ coronavirus BA.2 rất dễ lây lan, được ước tính tạo ra khoảng 3 trong số 4 trường hợp COVID-19 ở Hoa Kỳ hiện nay. GlaxoSmithKline và Vir đã cho biết việc điều trị bằng thuốc Sotrovimab vẫn giữ được hoạt tính trung hòa chống lại biến thể phụ BA.2, nhưng mà những người khác, bao gồm cả các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia, không đồng ý với điều này. Người phát ngôn của GlaxoSmithKline hôm thứ Ba cho biết khi COVID tiếp tục phát triển và các biến thể mới xuất hiện, công ty hy vọng các chính phủ và hệ thống y tế sẽ tiếp tục cần một kho vũ khí đa dạng về vaccine và các lựa chọn điều trị, và đồng thời công ty cũng sẽ tiếp tục làm việc với họ để bảo đảm sự tiếp cận liên tục với thuốc Sotrovimab. Động thái hôm thứ Ba của FDA là một đòn giáng mạnh khi GlaxoSmithKline và Vir nhận thấy nhu cầu cao với thuốc Sotrovimab sau khi nó trở thành một trong số ít các phương pháp điều trị COVID được chứng minh là có tác dụng chống lại biến thể Omicron. Liên minh AUKUS phát triển tên lửa siêu thanh. Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc đã thông qua hôm thứ Ba rằng họ sẽ hợp tác với nhau thông qua Liên minh An ninh được thành lập gần đây, có tên là AUKUS, gồm tên của ba nước gộp lại Australia, United Kingdom và United States để phát triển tên lửa siêu thanh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh ngày càng lo ngại về sự quyết đoán quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã công bố kế hoạch sau khi tổ chức kiểm tra tiến độ của AUKUS. Liên minh Ấn Độ, Thái Bình Dương được ba nước thành lập vào tháng 9. Trong một tuyên bố chung thì các nhà lãnh đạo cho biết, kể từ hôm nay họ cam kết bắt đầu hợp tác ba bên mới về vũ khí siêu thanh, chống vũ khí siêu thanh và năng lực tác chiến điện tử, cũng như mở rộng chia sẻ thông tin và hợp tác sâu sắc hơn về đổi mới quốc phòng. Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang tìm cách phát triển hơn nữa tên lửa siêu thanh, một hệ thống nhanh đến mức không thể đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nào. Theo chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở châu Âu, Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh nhiều lần ở Ukraine. Cả ba nhà lãnh đạo, ông Biden, ông Johnson và Morrison đã có việc thành lập AUKUS là một cơ hội để xây dựng sự chia sẻ nhiều hơn về khả năng phòng thủ. Liên minh cho biết họ sẽ giúp trang bị cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như để đánh dấu một hành động quan trọng đầu tiên của họ. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ ba liên quan đến vụ xả súng hàng loạt ở Sacramento khiến 6 người thiệt mạng. Cảnh sát hôm thứ Ba thông báo họ đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến vụ xả súng hỗn loạn ở trung tâm thành phố Sacramento, khiến 6 người chết vào cuối tuần qua, nâng tổng số vụ bắt giữ lên 3 người khi họ vẫn đang tiếp tục điều tra. Các nhà chức trách cho biết, Davison Dawson, 31 tuổi, đã bị bắt khi đã đăng một video trực tiếp trên Facebook cho thấy anh ta đã vung một khẩu súng ngắn vài giờ trước khi tiếng súng nổ ra. Dawson bị bắt vào cuối ngày thứ Hai. Mặc dù cảnh sát không tin rằng vũ khí này đã được sử dụng trong vụ xả súng và anh ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc là người bị cấm sở hữu súng. Trước đó vào thứ Ba, nhà chức trách cho biết Smiley Martin, 27 tuổi, sẽ phải đối mặt với cáo buộc trong vụ xả súng. Anh ta là một trong số 12 người được tìm thấy bị thương tại hiện trường và nhanh chóng được xác định là một người được quan tâm. Sở Cảnh sát Sacramento cho biết trong một tuyên bố, cả hai nghi phạm trên đều không bị buộc tội giết người. Smiley Martin là anh trai của Dandre Martin, 26 tuổi, là nghi phạm đầu tiên đã bị bắt giữ. Các nhà điều tra tin rằng hai anh em họ đã sở hữu những khẩu súng bị đánh cắp. Một quan chức cho biết họ đang xem xét các tài liệu tài chính, hồ sơ cuộc gọi và tin nhắn trên mạng xã hội để xác định cách thức và thời điểm mua vũ khí. Cảnh sát cho biết thêm rằng các nhà điều tra hiện vẫn đang xem xét hàng trăm bằng chứng, hơn 170 video và hình ảnh được chia sẻ thông qua một cổng trực tuyến được tạo ra cho công chúng. Trong khi đó, ở bang Texas, Hoa Kỳ, một người đã thiệt mạng khi những cơn bão đang tàn phá khắp miền Nam Hoa Kỳ. Những cơn bão dữ dội đã giết chết một người ở bang Texas vào hôm thứ Ba khi mưa đá trút xuống và gió lớn, làm đổ cây vào các cột điện ở những nơi khác ở miền Nam. Các nhà chức trách đã ban hành một loạt cảnh báo lốc xoáy, có thể là 2 ngày thời tiết dữ dội trong khu vực. Tại miền đông bang Texas, W.M. Solomon, 71 tuổi, đã chết khi gió bão làm đổ một cái cây vào nhà của người này ở White House, cách Dallas khoảng 100 dặm, về phía đông nam. Các quan chức cho biết có ít nhất 4 ngôi nhà trong khu vực này bị cây đổ. Hơn 50.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện vào chiều thứ Ba, từ phía đông bang Texas đến phía nam Carolina. Không có trường hợp nào bị thương được báo cáo, nhưng cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa ra một loạt cảnh báo lốc xoáy không ngừng trong nhiều giờ khi hệ thống bão quét qua vùng Mississippi, Alabama, Georgia và phía nam Carolina. Cơ quan thời tiết cho biết họ đang cử các nhóm khảo sát để kiểm tra thiệt hại tiềm ẩn do lốc xoáy ở Wetumpka, Alabama. Các hãng tin tức đưa tin sét đã đánh vào một khu chợ trời ở cộng đồng Lacey Spring, miền bắc Alabama, gây ra hỏa hoạn, thiêu rụi tòa nhà và nước dâng cao ở vịnh Mobile đã bao phủ một phần của đoạn đường nối trên xa lộ liên tiểu bang số 10. Trong khi đó, thì cây cối đã đổ rạp kín cả một đoạn đường cao tốc trong nhiều giờ ở hạt Newton, bang Mississippi. Ở những nơi khác tại Texas, một người đã bị thương khi bão quét qua hạt Johnson, cách Dallas khoảng 40 dặm về phía tây nam. Các nhà dự báo cho biết mối đe dọa của thời tiết gây hại sẽ di chuyển lên phía bắc vào thứ Tư, với các cơn bão nghiêm trọng có thể xảy ra trên một khu vực trải dài từ phía tây Alabama đến mũi phía tây của Carolina. Theo Trung tâm Dự báo Bão cho biết, hơn 10 triệu người ở các khu vực tàu điện ngầm bao gồm Atlanta, Birmingham và Chattanooga, Tennessee dự kiến sẽ gặp phải rủi ro này. Twitter cho biết họ đang thử nghiệm nút chỉnh sửa, tức là nút Edit. Twitter hôm thứ Ba cho biết họ thực sự đang tìm cách để người dùng có thể chỉnh sửa dòng tweet 280 ký tự của họ. Mặc dù công ty này nói rằng dự án sẽ không liên quan gì đến ông Elon Musk, là người vừa được tiết lộ là cổ đông lớn nhất của công ty và cũng là người yêu cầu chức năng chỉnh sửa bài đăng trên Twitter. Twitter cho biết họ sẽ thử nghiệm tính năng này trong dịch vụ trả phí của mình, là Twitter Blue, trong những tháng tới. Nhiều người dùng Twitter, trong số đó có Kim Kardashian, Katy Perry và tài khoản công ty McDonald's, từ lâu đã yêu cầu một nút chỉnh sửa trên Twitter. Mặc dù vậy, một số người nghiên cứu về Twitter cũng nói rằng việc thêm một nút chỉnh sửa có thể sẽ thay đổi bản chất của Twitter, khiến nó trở nên kém giá trị như một kho lịch sử lưu trữ các tuyên bố chính thức của các chính trị gia và những người nổi tiếng khác. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống 5,3%. Ngân hàng Thế giới WB đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho Việt Nam trong năm nay xuống còn 5,3% do sự gia tăng của COVID-19 trong quý 1 và sự suy thoái kinh tế tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Đây đã là lần thứ 2 ngân hàng giảm dự báo của năm 2022 cho Việt Nam. Vào tháng 10 năm ngoái, thì tổ chức này đã dự kiến tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là 6,5%, giảm xuống còn 5,5% vào tháng 1. GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 5,3% trong năm nay và ổn định ở mức khoảng 6,5% theo kịch bản của các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng trong nước và quốc tế, WB cho biết thêm trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba. Tổ chức này còn dự báo rằng lĩnh vực dịch vụ sẽ phục hồi trong năm nay khi mà niềm tin của người tiêu dùng được phục hồi và du lịch bắt đầu trở lại từ giữa năm 2022 trở đi. Ngành sản xuất sẽ phát triển với tốc độ chậm hơn, phản ánh sự tăng trưởng vừa phải ở các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Mặc dù vậy, WB cũng cảnh báo về triển vọng rủi ro gia tăng từ cú sốc kinh tế bên ngoài, bao gồm xung đột của Nga và Ukraine và các biến thể COVID-19 mới, làm chậm sự phục hồi của nhu cầu trong nước và tình trạng thiếu lao động. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị chính phủ Việt Nam triển khai hỗ trợ chính sách tài chính mạnh mẽ chính sách tiền tệ phù hợp và thận trọng. Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 2,6% trong năm ngoái, thấp hơn nhiều so với xu hướng trước đại dịch là 7%. Cần Thơ sẽ ra mắt phố đi bộ trong tháng này. Thành phố Cần Thơ ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ khai trương phố đi bộ dài 1 km bên sông Hậu, một nhánh của sông Cửu Long. Theo nhà chức trách của thành phố cho biết, phố đi bộ sẽ bắt đầu từ nhà lòng chợ cổ Cần Thơ nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng, kéo dài đến cầu đi bộ tiếp giáp với công viên sông Hậu. Nơi đây sẽ được chia thành nhiều khu vực khác nhau để phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đơn ca tài tử, một loại hình âm nhạc truyền thống Nam Bộ, cũng như tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa. Phố đi bộ sẽ được mở theo phương án thí điểm trong ngày 30 tháng 4. Các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và giải trí sẽ được tổ chức vào tối ngày thứ Bảy hàng tuần trong giai đoạn thử nghiệm, và thành phố sẽ dựa trên nhu cầu thực tế để quyết định xem có nên tổ chức các chương trình này vào ngày Chủ nhật hay không. Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 ngày 5 tháng 4 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 54.995 ca mắc mới. Trong ngày có 303.455 ca khỏi bệnh và 39 ca tử vong. Hà Nội có 5.199 ca mắc mới và Sài Gòn thì có số ca mắc mới là 1.158 ca. Các địa phương khác có số ca mắc mới cao là Nghệ An có 2.925 ca, Phú Thọ thì có 2.827 ca, Bắc Giang có 2.357 ca, Yên Bái có 2.280 ca, Hà Giang có 2.024 ca, Bắc Giang có 1.990 ca, Quảng Ninh có 1.972 ca và Đắk Lắk có 1.901 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.922.040 ca nhiễm với 42.681 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 8.147.290 ca. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 2.055 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 207.023.415 liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái, giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,8031 đô la Mỹ và bằng 0,7348 đồng euro. Một Canada thì bằng 18.263 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ bằng 22.845 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 101,70 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 106,30 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1.927,74 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới hôm nay trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.